Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nơ cánh bướm hai lớp như thế này nha các bạn. Chúng ta có thể là kết thêm một cái hàng ngọc trai cho chiếc nơ thêm phần xinh xắn, và Mimi có hướng dẫn tăng size cũng như giảm size. Thì các bạn thấy trên hình nè, thì chúng ta có giảm size là từ hai lớp thành một lớp và thành size mini luôn. Những cái mẫu nơ hai lớp và cái size lớn á, thì chúng ta có thể là trang trí lên nón nè. Các bạn những cái size nhỏ thì các bạn có thể trang trí lên những cái sản phẩm như là turban nè, sản phẩm là túi tỏi hoặc là các sản phẩm mà giày dép nha các bạn. Đây, những cái túi tỏi hình mèo Kitty hoặc là chuột Mickey á các bạn, hoặc là những cái chiếc heo xinh xắn á, các bạn có thể là để những cái chiếc nơ này lên cho bé gái của mình. Màu thì chúng ta sẽ tùy chọn nha các bạn, rất là đa dạng luôn và cũng rất là dễ móc nữa. Chúng ta chỉ cần sử dụng là mũi kép đơn, mũi kép đôi và mũi kép ba. Mình có hướng dẫn rất là kỹ càng và quay khá là chậm để cho các bạn là dễ làm đó. Các bạn yêu thích video này, các bạn nhấn like và các bạn nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Ở phần nơ trang trí này các bạn có nhu cầu là làm màu gì thì chúng ta sẽ làm màu đó nha các bạn. Thì mình ở đây mình sẽ sử dụng mil cotton và cái màu kem như thế này nè, màu kem hồng á. Và mình sử dụng là kim móc là 3.0mm. Thì các bạn có thể là sử dụng cái loại kim này, cái loại kim hai đầu số 3-4, và các bạn có thể là dùng đầu số 4 để mà các bạn móc nha. Ở đây thì mình móc cho nó to một tí xíu nè. Mình sẽ móc cái từ cái size to này và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ra những cái size nhỏ hơn và cái kiểu mini như thế này. Để cái kiểu mini này thì chúng ta có thể trang trí vào những cái mặt gấu cho con gái các bạn, hoặc là các mèo Kitty mà có nơ, hoặc là mấy cái mặt heo xinh xinh đó cho bé gái. Thì chúng ta sẽ móc cái nơ nhỏ như thế này nè, hoặc là chúng ta có thể là trang trí vô cái giày búp bê cho bé. Rồi đây, cái size này nó lớn hơn cái size này một tí nữa nè. Thì ở đây nó sẽ là có một cái công thức chung hết, và chúng ta cứ dựa theo cái công thức chung đó mà chúng ta sẽ giảm size cũng như là tăng size nha các bạn. Và mình sẽ móc cái kim móc là số 3 này nè. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm cái gắt len và cái kim khâu len nha. Vì vậy mà mình sẽ để cái kim hai đầu số 3-4 này sang một bên. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau móc nè. Chúng ta sẽ móc cái size lớn nhất trước nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm nè, nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ làm cái tầng đầu tiên á, cái tầng đầu tiên của cái chiếc nơ này nè, chiếc nơ hai tầng này nè, là bằng mũi kép đôi nha các bạn. Và cái tầng thứ hai á, là bằng mũi kép ba. Và mũi kép đôi nó là bao nhiêu mũi? Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi. Mũi kép 3 ở cái hàng này sẽ là mấy mũi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mũi. Vậy thì công thức của chúng ta sẽ là cứ cái hàng này là 5 hoặc là 6 hoặc là 7 thì cái hàng này chúng ta sẽ cộng thêm 2 nữa nha các bạn. Khi các bạn muốn mà cái nơ này nhỏ lại chút xíu á, thì các bạn sẽ đổi cái size đó. Thay vì là cái size là size kép đôi đúng không, thì cái tầng đầu tiên á, thì chúng ta sẽ làm kép đơn. Cái tầng thứ hai nè, chúng ta sẽ làm kép đôi. Tầng thứ ba chúng ta sẽ làm kép ba, là cái nơ của chúng ta đã ra 3 tầng rồi đúng không các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái size này trước nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giảm từ từ xuống nha. Mình sẽ không có sử dụng vòng tròn ma thuật ở cái chiếc nơ này, mà sẽ là những mũi móc xích nha các bạn. Chúng ta tạo một nút. Rồi, bây giờ các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5 5 mũi móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Đây, tạo một mũi dời. Rồi bây giờ các bạn lên cho mình mũi kép đôi. Mũi kép đôi thì chúng ta sẽ lên 4 móc xích đúng không các bạn? 2, 3, 4. Mũi kép đôi chúng ta sẽ lên 4 móc xích. Và bây giờ cách móc mũi kép đôi như sau. Chúng ta sẽ quấn len một vòng, sau đó là quấn len một vòng nữa. Mũi kép đơn của chúng ta là chỉ quấn len có một vòng thôi đúng không các bạn? Mũi kép đôi tức là nhân 2. Mình sẽ đâm kim vào cái
cái lỗ này nè các bạn, chứ không phải là cái chân móc này nha. Đâm kim vào trong cái lỗ này, đây, kéo len qua. Bây giờ là trên cái kim của chúng ta đã được là 4 vòng len rồi đúng không? Chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng đầu tiên, sau đó là kéo len qua 2 vòng tiếp theo, và sau đó là còn 2 vòng len ở đây chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Là chúng ta sẽ kéo qua 3 lần 2 vòng đúng không các bạn? Tiếp theo là cái mũi kép đôi tiếp theo nè, chúng ta cũng quấn len 2 vòng, sau đó chúng ta đâm kim vào cái lỗ này, chúng ta kéo len qua. Trên kim được 4 vòng len thì chúng ta sẽ kéo qua 2 vòng trước, sau đó là kéo qua 2 vòng nữa. Rồi còn 2 vòng á, chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tạo cái mũi kép đôi thứ ba. Chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Chúng ta đã được 3 mũi kép đôi. Kép đôi thứ tư tương tự, 2 vòng và 2 vòng. Rồi một kép đôi cuối cùng nha các bạn. Đây, kéo len qua, kéo len qua luôn. Rồi bây giờ là chúng ta đã xong rồi nè. Hồi nãy là chúng ta đã lên 4 móc xích rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cũng sẽ xuống lên 4 móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hàng nha các bạn. Trượt mũi vào cái lỗ này. Đây, kéo len qua, kéo len qua. Rồi bây giờ là chúng ta đã tạo được một cái cánh đầu tiên như thế này nè. Một cái cánh nơ đầu tiên nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tạo cái cánh đối diện. Chúng ta cũng sẽ lên 4 móc xích. 1, 2, 3, 4. 4 móc xích. Và bên đây là 5 mũi kép đôi thì bên đây cũng sẽ là 5 mũi kép đôi. Vì vậy mà chúng ta sẽ tạo mũi kép đôi đầu tiên ở bên phía bên này. 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Tiếp tục quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim qua, kéo len qua, kéo len qua 2 vòng, sau đó kéo len qua 2 vòng nữa. Và 2 vòng tiếp tục. Quấn len 2 vòng, đâm kim vào ô, kéo len qua 2 vòng. Và 2 vòng tiếp tục. Chúng ta đã được 3 rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ làm thêm 2 mũi kép đôi nữa. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Mũi kép đôi cuối cùng. Rồi. Bên đây chúng ta đã được 5 mũi kép đôi. Vì vậy là chúng ta sẽ chốt nó lại bằng 4 mũi móc xích. Và chúng ta sẽ kết hàng đúng không các bạn? Chúng ta sẽ kết hàng. Bây giờ chúng ta đã được một tầng đầu tiên của cái cánh hoa nè. Ồ, của cái cánh nơ rồi nè. Bây giờ là chúng ta sẽ tạo một cái tầng ở phía dưới nha các bạn. Đây, cái tầng ở phía dưới nè. Chúng ta sẽ móc lên 1, 2, 3, 4 nha các bạn. Chúng ta sẽ quay cái sản phẩm này lại nè. Đâm kim vào cái chân móc này nè các bạn. Đây, cái chân móc này nè nha. Chúng ta sẽ kéo len qua, tạo một mũi dời ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình. Ở cái tầng thứ hai á, là chúng ta sẽ móc cái mũi kép 3. Vì vậy là chúng ta sẽ lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi móc xích nha các bạn. Và chúng ta xoay sản phẩm lại, xoay ngược nó lại như thế này nè. Rồi, mũi kép 3 thì như thế nào? Các bạn quấn len 1, 2, 3. Mũi kép đơn là 1 vòng, mũi kép đôi là 2 vòng, mũi kép 3 là 3 vòng. Chúng ta đâm kim vào cái nhánh mà chúng ta vừa tạo đó các bạn nè. Đâm kim vào cái nhánh này nè. Chúng ta sẽ kéo len qua nha. Kéo len qua. Bây giờ là được 5 vòng len trên kim rồi đúng không các bạn? Chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng trước. Sau đó là 2 vòng. Sau đó lại 2 vòng. Và 2 vòng.
cuối cùng đó, cái chiều dài của chúng ta nó sẽ được như vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục một mũi kép 3 nữa. Chúng ta lại đâm kim vào, kéo lên qua hai vòng, sau đó là kéo lên hai vòng, hai vòng và kết thúc. Chúng ta đã được mũi kép đôi thứ hai, mũi kép ba thứ hai. Chúng ta lại đâm kim vào đây, tạo thêm một mũi kép ba. Cứ kéo hai vòng là mình sẽ chốt, tới chừng nào nó hết thì thôi nha các bạn. Nè, trong cái quá trình móc á, các bạn có thể dời nó qua. 1, 2, 3, đâm kim. Rồi, bây giờ chúng ta đã được 4 mũi kép 3 rồi. Còn 7, còn 3 mũi, còn 3 mũi nữa đúng không các bạn? Đây. 3. Bốn sáu, một mũi cuối cùng nè các bạn, một mũi kép ba cuối cùng ở cái tầng thứ hai này. Rồi bây giờ là chúng ta, hồi nãy chúng ta lên 5 móc xích đúng không, bây giờ chúng ta cũng sẽ trả về 5 móc xích. Rồi chúng ta lại đâm kim vào cái lỗ này, tạo một mũi trượt. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ coi lại thành quả. Cắt cái len này đi đi các bạn. Đây, thành quả của chúng ta đã được như thế này. Đã được một tầng như thế này rồi nha các bạn. Đây, rồi bây giờ là tới cái tầng tiếp theo nè. Chúng ta đã tạo một cái mũi trượt vô cái lỗ rồi. Bây giờ là mình cũng sẽ lên 4 móc xích để mà mình tạo một cái dây mới đúng không các bạn? 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái dây mới. Vì vậy mình sẽ đâm kim ở chỗ nào? Đây, đâm kim ở chỗ này nè. Đây, đâm kim chỗ này nha các bạn. Chúng ta sẽ kéo lên qua. Rồi bây giờ các bạn móc lên. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái rồi đúng không các bạn? Các bạn lại xoay ở đây nè. Đây, mình sẽ móc từ đây ra đúng không các bạn? Chứ bây giờ mình đâu có làm ngược lại được. Rồi, 1, 2, 3. Bây giờ các bạn lại đâm kim vào đây, móc 1 mũi kép 3. Hồi nãy mình nói là sẽ không có quay ngược được á, tại vì các bạn để ý nè, mặt phải, mặt phải, mặt phải đúng không, và cái này là mặt trái nè các bạn. Đây nè, mình sẽ bị chịu thiệt một cái mặt nha các bạn. Nè, bên đây cũng tương tự nhưng mà nó sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta đã được một cái kép ba rồi, chúng ta sẽ tạo thêm 6 cái kép ba nữa. Quấn len 3 vòng, đâm kim, kéo len 2 vòng, kéo len 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Chúng ta lại tiếp tục tạo kép 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm kép 3 nha các bạn. Tạo đến khi là được 7 chân móc, được 7 mũi. Ta đã được 2, 4, 6 rồi nè. Còn một mũi kép 3 cuối cùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chốt nó lại nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ đâm kim xuống phía dưới đây nè. Tạo một mũi dời. Các bạn móc lên cho mình một móc xích trước đi. Rồi, bây giờ sản phẩm của chúng ta sẽ được như thế này.
Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo nha. Ở đây các bạn có thể để nguyên như thế này và chúng ta trang trí nè các bạn. Nè, bây giờ chúng ta sẽ cắt len nha. Các bạn nếu mà các bạn chừa ra để trang trí thì các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len dài cho mình, để mà khi mà chúng ta khâu len á thì nó sẽ đỡ hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại. Đó, rút nó lại thì nó sẽ được cái form như thế này nè các bạn. Các bạn có thể là dùng một cái hạt hạt ngọc như thế này nè, các bạn kết bằng chỉ vào nha. Đó, nó sẽ ra một cái hình nơ giống như là cánh bướm đang bay vậy đó. Đây các bạn, nè, chúng ta đã được hai cái cánh bướm đang bay như thế này. Chúng ta kết vào như thế này nè. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là giảm size như thế nào nha. Ví dụ như ở đây nè các bạn, bước đầu tiên hồi nãy á là mình tạo cái này nè là 5 móc xích, rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên đúng không các bạn. Thì ở cái size này nè, các bạn cũng sẽ làm 5 móc xích và trượt một cái mũi vào cái mũi đầu tiên, rồi chúng ta gây nên như thế này nè các bạn. Các bạn cũng làm y gan như là cái mũi kép đôi như thế này, nhưng mà các bạn giảm lại thành 4 mũi thôi. Các bạn làm 4 mũi thay vì 5 mũi như thế này nè. Cái này là 5 mũi, 5 mũi kép đôi đúng không? Sẽ lên là 4 móc xích và làm 5 mũi kép đôi, sau đó là 4 móc xích kết lại. Còn cái này các bạn chỉ lên là 4 móc xích, sau đó là 4 mũi kép đôi, xong rồi 4 móc xích kết lại. Rồi cái sang cái tầng thứ hai các bạn cũng sẽ làm tương tự. Đây nè, tầng thứ hai là cộng 2 đúng không các bạn? Hồi nãy là ở đây là 4 kép đôi thì ở đây sẽ là 6 kép đôi. 6 kép 3, 2, 4, 6 nè. Các bạn sẽ lên 5 móc xích nè, 5 móc xích và tạo 6 mũi kép 3, rồi sau đó là chốt bằng 5 móc xích. Rồi các bạn cũng sẽ làm tương tự như cái bước này, là chúng ta đã giảm được một cái size, giảm được một cái mũi kép đôi với một mũi kép 3, cho nên là cái size nó sẽ nhỏ lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái size nó nhỏ hơn như thế này và cái size mini như thế này luôn nha. Và mình sẽ làm tương tự như vậy. Thay vì hồi nãy là chúng ta 5 móc xích đúng không các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ làm là 4 móc xích thôi. Nếu mà các bạn dùng cái kim nhỏ, cái kim mà hai đầu số 3, 4 mà các bạn dùng là số 4 á, thì các bạn cũng sẽ giảm được size luôn á nha các bạn. Tại vì nó nhỏ hơn cái này là 3mm, còn cái kia là khoảng 1 chấm mấy đến 2mm thôi à. 1, 2, 3, 4. Các bạn móc lên 4 mũi móc xích nha. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Các bạn tạo một mũi dời. Cái này thay vì mình làm cái vòng tròn ma thuật á các bạn, thì mình làm cái này nha. Các bạn móc lên cho mình 3 móc xích đi. 1, 2, 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim, quấn len một vòng nè, đâm kim vào cái chân, chân móc này, cái chân này nè các bạn, đây, sẽ tạo một mũi kép đơn, đâm kim vào đây, tạo thêm cho mình một mũi kép đơn nữa. Tạo 3 lần mũi kép đơn nha các bạn. 3 lần mũi kép đơn. Rồi, các bạn hồi nãy mình lên 3 mũi đúng không? 1, 2, 3. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ đâm kim vào đây nè, tạo một mũi trượt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích, sẽ làm giống hệt như bên này. Làm giống hệt như bên này, chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào cùng cái chân này. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ chốt hàng lại bằng 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn chừa cái đoạn len dài đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ rút nó lại.
nó đã nhỏ lại như thế này rồi nè các bạn. Bây giờ mình điều chỉnh nó nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quấn nó, quấn cái len này lại nha các bạn, quấn ở chính giữa nè, quấn ở chính giữa cho nó tạo ra thành hai cái mảnh đối diện với nhau. Rồi bây giờ là chúng ta ra phía sau này, chúng ta sẽ cột nó lại. Rồi bây giờ là chúng ta đã ra được một cái mẫu nơ như thế này rồi nè các bạn. Đó, mình điều chỉnh đó. Rồi bây giờ là chúng ta đã ra được một cái mẫu nơ như thế này đây, mẫu nơ nhỏ của chúng ta đúng không các bạn nè. Đó, chúng ta đã ra được cái mẫu nơ nhỏ. Còn cái mẫu nơ vừa thì như thế nào, mình sẽ móc luôn nè. Chúng ta sẽ móc lên 4 móc xích nha các bạn. 1 nè, 1 2 3 4. Chúng ta lại đâm kim vào đây nè, tạo một mũi dời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc là mũi kép đôi đi nha các bạn. Chúng ta sẽ móc lên 4 móc xích nè, 1 2 3 và 4. Chúng ta mũi kép đôi thì chúng ta quấn len hai vòng. Rồi chúng ta đâm kim vào đây nè. Kéo len qua. Và chúng ta tạo mũi kép đôi. Các bạn tạo cho mình là 4 mũi kép đôi nha. Rồi, hồi nãy mình lên 4 móc xích phải không? Mình sẽ trả về 3, 4 móc xích. 1, 2, 3, 4 nè. Chúng ta sẽ đâm kim vào đây và một mũi trượt. Rồi, bây giờ chúng ta đã được một cái nhánh bên đây rồi nè. Chúng ta sẽ làm thêm một nhánh nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kẹp cái len thừa này vô luôn nè. Chúng ta sẽ làm 4 mũi kép đôi. 1 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ chốt nó lại. Chúng ta sẽ trượt mũi. Sau đó là chúng ta sẽ móc lên một móc xích. Cắt len nha các bạn, chưa một đoạn len dài. Rồi ở đây thì mình sẽ rút nó lại. Chân này mình cũng sẽ rút nó lại luôn. Rồi bây giờ là chúng ta đã được một cái cánh như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ luồn nó nha các bạn. Luồn. Đó. Vừa luồn vừa kéo cho nó khít lại các bạn. Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ buộc nó lại. Buộc nó lại như thế này và nó ra cái nơ như thế này nè. Các bạn buộc thêm vài lần nữa hoặc là lấy cái kim khâu len á, các bạn giấu len đi là nó cũng sẽ được rồi nha các bạn. Nè, chúng ta đã được một cái mẫu nơ như thế này nữa. Thì ở đây á, mình sẽ làm mấy cái size như thế này. Các bạn
theo dõi thì các bạn có thể là tự luân chuyển. Nếu mà cái sản phẩm của các bạn to thì các bạn sẽ sử dụng cái size này, còn sản phẩm của các bạn nhỏ thì các bạn sử dụng size này hoặc là cái size này nha. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái mẫu nơ hai tầng và cái cách giảm size như thế này. Mình chúc các bạn thành công nha các bạn. Nếu mà các bạn có không có hiểu gì các bạn cứ comment đi, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Mình chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp nha các bạn. Các bạn thấy cái clip này hữu ích đó, các bạn nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem và xin chào và hẹn gặp lại nha các bạn. Bye bye.